Vừa qua, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, đến dự có các đồng chí Trương Quốc Long, phó tri cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan. Vườn quốc gia Vũ Quang được giao quản lý bảo vệ trên 54.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, gồm 49 tiểu khu nằm trên địa bàn 10 xã thị trấn của ba huyện Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn. Xác định công tác bảo vệ phát triển rừng là nhiệm vụ then chốt trọng tâm, ngay từ đầu năm vườn đã tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị. Vườn đã ban hành 21 văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trạm đội kiểm lâm trực thuộc tổ chức tuần tra bảo vệ rừng tại gốc, thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn nắm bắt tình hình để tham mưu xử lý kịp thời các vụ vi phạm đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là người dân và học sinh các trường học vùng đệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong năm 2023, Vườn đã tổ chức 20 cuộc họp tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã tại 18 thôn, 2 tổ dân phố vùng đệm với 2.219 hộ dân tham gia ký kết. Tổ chức cho các em học sinh trường High School Hà Tĩnh trồng 100 cây xanh tại vườn thực vật và cho các em tham gia hoạt động tái thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên. Tổ chức giáo dục tuyên truyền cho hơn 500 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, tiến hành xử lý thực bì giảm vật liệu cháy với khối lượng 12 ha, tu sửa 4 đường băng cản lửa với chiều dài 4.830 m, chiều rộng 10 m, tu sửa 24 tuyến đường tuần tra với tổng chiều dài 66 km và kiểm tra giám sát quy trình thực hiện các hạng mục tiếp nhận 367 cá thể động vật hoang dã và tiến hành tái thả 298 cá thể về với môi trường tự nhiên và bàn giao 3 cá thể cho các trung tâm cứu hộ. Tổ chức tuần tra rừng tại gốc được 1.111 lượt, thành lập đoàn kiểm tra truy quét 7 đợt, phối hợp tuần tra chung, tuần tra mốc biên giới cùng các đồn biên phòng 30 đợt, các hạt kiểm lâm huyện 43 đợt, chính quyền địa phương 56 đợt. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, biểu dương ghi nhận những kết quả mà vườn quốc gia đạt được trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023. Các đồng chí nhấn mạnh năm 2024, dự báo thời tiết sẽ diễn biến khó lường, nắng hạn kéo dài, do đó vườn quốc gia Vũ Quang cần căn cứ vào tình hình cụ thể tại các vùng trọng điểm cháy rừng có nguy cơ xâm hại cao trên địa bàn bố trí lực lượng sẵn sàng bốn tại chỗ, phân công tổ đội xung kích tổ chức canh gác lửa rừng 24 trên 24 giờ, tiến hành tu sửa làm mới các biển tường, biển tuyên truyền, các chốt trực gác lửa rừng, các tuyến đường băng cản lửa, xây dựng kế hoạch tu sửa làm mới các tuyến đường lâm nghiệp phục vụ cho tuần tra bảo vệ rừng và triển khai lực lượng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng, nhất là đến các địa bàn sung yếu, phối hợp Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn người dân địa phương việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, đốt xử lý thực bì trên địa bàn, bảo đảm đúng thời điểm, địa điểm. Tại hội nghị, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023.